Lê Thanh Minh Tùng bất ngờ lên tiếng thừa nhận được bà Nguyễn Phương Hằng thuê với giá 2 tỷ để vạch trần ông Lê Tùng Vân. Những lùm xùm của bà Hằng trong thời gian qua, ngoài việc bóc phốt những sao Việt thì không thể nào không nhắc đến vụ lùm xùm giữa bà Hằng và Tịnh Thất Bồng Lai mà nhân vật chính trong vụ này là ông Lê Tùng Vân. Mặc dù tuổi đã lớn nhưng ông Lê Tùng Vân cũng không thoát khỏi mối hiểm họa từ bà Hằng. Bà Hằng đã lên mạng livestream kể ra những việc làm xấu xa của ông Lê Tùng Vân từ trước cho đến bây giờ. Bà mạnh mẽ chỉ trích trong suy đồi đạo đức của ông Lê Tùng Vân. Người tiếp tay cho vụ việc này thêm tồi tệ hơn chính là đứa con ruột của ông Lê Tùng Vân, đó là ông Lê Thanh Minh Tùng. Ông Lê Thanh Minh Tùng đã cấu kết với bà Hằng lên livestream vạch rõ bộ mặt thật của ông Lê Tùng Vân. Có không ít người thắc mắc trước việc làm bạc tình bạc nghĩa của ông Lê Thanh Minh Tùng đối với người cha của mình. Dù gì chăng nữa thì ông Lê Tùng Vân cũng là cha ruột của mình mà tại sao lại đối xử nhẫn tâm như vậy? Dù biết rằng ông Lê Tùng Vân sai, nhưng có rất nhiều cách để có thể vạch trần tội ác của ông ấy, tại sao lại lên mạng bêu rếu công kích cha của mình như vậy? Trong vụ việc này, liệu có uẩn khúc gì hay không? Hay thật sự ông Lê Thanh Minh Tùng hận cha mình đến mức phải vạch áo cho người xem lưng? Mới đây có một nguồn tin bí mật cho hay, ông Lê Thanh Minh Tùng đã được bà Hằng thuê với giá 2 tỷ đồng để đứng ra vạch tội ông Lê Tùng Vân. Bà nghĩ phải có người trong cuộc lên án thì cộng đồng mạng mới tin, và từ đó càng củng cố thêm niềm tin từ công chúng với bà hơn nữa. Những việc sau này bà làm, bà nói sẽ được nhiều người ủng hộ và tin tưởng hơn. Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, hiện đã 89 tuổi. Mặc dù ông Lê Tùng Vân không phải là người xuất gia, nhưng ông tự xưng bản thân là Hòa Thượng Thích Tâm Đức. Đặc biệt, ông lợi dụng Phật Pháp và năm chú tiểu Bồng Lai để trục lợi cho mình. Lê Tùng Vân là người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai, hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Người đàn ông này tự xưng là Hòa Thượng Thích Tâm Đức, hay còn gọi là Thầy Ông Nội. Bên cạnh đó, ông Lê Tùng Vân từng tự nhận là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức tại Tịnh Thất Bồng Lai, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông Lê Tùng Vân đang ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tháng 9 năm 2020, trước những lùm xùm liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, ngành chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc xác minh cơ sở thờ tự này. Theo đó, chủ hộ gia đình tự gắn tên gọi là Tịnh Thất Bồng Lai là bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Dù vậy, mọi hoạt động nơi đây đều do ông Lê Tùng Vân chủ trì và điều hành. Nhóm người bao gồm cả nam và nữ sinh sống trong Tịnh Thất Bồng Lai thường mặc đồ tu sĩ, tự xưng là nhà sư, Nico. Ông Lê Tùng Vân lập nên cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai dưới hình thức là cơ sở Phật giáo. Ông mượn hình ảnh các em bé mồ côi để tham gia các chương trình game show truyền hình. Đánh trúng tâm lý, nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước đã gửi tiền xây dựng cơ sở vật chất cho nhóm người này. Tại ngôi nhà có căn thờ Phật như một chánh điện của tự viện Phật giáo, phần lớn người sinh sống ở đây xuống tóc, cắt tóc ngắn, mặc áo quần tương tự là nhà sư, tự xưng là thầy, sư cô, hòa thượng, chú tiểu. Còn Lê Tùng Vân là Lê Thanh Minh Tùng. Anh Lê Thanh Minh Tùng sinh năm 1985, cho biết mình là sản phẩm loạn luân của ông Lê Tùng Vân và người em gái ruột. Anh khẳng định bản thân đã chứng kiến cha mình ăn ở với 7 người phụ nữ khác nhau, sau đó lại quan hệ với chính những người con gái ruột của mình. Trên sóng livestream cùng CEO Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi, anh Tùng trần tình những người sinh sống ở Tịnh Thất Bồng Lai đều có quan hệ huyết thống với nhau, không phải là trẻ mồ côi như truyền thông đã đưa tin trước đó. Cụ thể trong buổi trò chuyện, anh Minh Tùng đã nói về những mối quan hệ trái với luân thường đạo lý của những thành viên sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai. Đặc biệt anh cũng khẳng định tất cả những đứa trẻ ở đây, chú ý nhất là năm chú tiểu từng tham gia thách thức danh hài, chương trình do Bửu Điền, Colorman và Khương Dừa sản xuất, đều là con cháu ruột của ông Lê Tùng Vân. Sự thật không hề có chuyện nhận nuôi trẻ mồ côi như ông vẫn thường nói. Anh Minh Tùng cũng cho biết, để che giấu những hành vi lừa đảo, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp cho Tịnh Thất Bồng Lai. Trong những buổi họp, ông Lê Tùng Vân là ai, là nhân vật đứng phía sau ống kính? Ông một tay mình soạn sẵn các câu hỏi và dạy các bé phải trả lời nhà báo hay mạnh thường quân như thế nào. Bên cạnh đó, con trai ông Lê Tùng Vân còn lên tiếng về việc cô gái 22 tuổi bị cha ruột mình dụ dỗ, Diễm My, Tịnh Thất Bồng Lai đã bỏ trốn khỏi gia đình để theo ông Lê Tùng Vân đi tu. Hiện cha mẹ của cô gái cũng lên tiếng cầu cứu CEO Nguyễn Phương Hằng. Về việc vẫn chưa có phán xét định tội danh và xét xử ông Lê Tùng Vân trong vụ việc lừa đảo, anh Minh Tùng cho hay do tính chất sự việc quá phức tạp nên công an vẫn đang tiếp tục điều tra để đi đến kết luận cuối cùng.
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Long An xác định tỉnh Thất Bồng Lai hoạt động không hợp pháp, nơi đây có nhiều sai phạm về hoạt động như không đăng ký tạm trú. Tỉnh Thất Bồng Lai không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định, có dấu hiệu trục lợi. Tỉnh Thất Bồng Lai kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. Hiện những vụ việc liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ, chưa đi đến kết luận cuối cùng. Trong buổi trò chuyện với nữ CEO Nguyễn Phương Hằng chiều ngày 24 tháng 10, anh Lê Thanh Minh Tùng tự xưng là con trai ruột của người đứng đầu tỉnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân. Anh đã lên tiếng về những hành vi không đúng đắn của cha ruột. Nói về vấn đề này trong một đoạn clip được đăng tải trên fanpage Năm Chú Tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ. Lê Tùng Vân, người đứng đầu tỉnh Thất Bồng Lai, khẳng định không có quan hệ cha con với Lê Thanh Minh Tùng. Ông cho biết 40 năm về trước, em gái ruột của ông là Lê Thị Thu Vân còn sống. Bà vào bệnh viện, được bệnh viện cho một đứa bé mà người ta mới sinh ra, người ta bỏ rơi. Bà mới đem về nhờ ông đặt tên nên mới đặt tên là Lê Thanh Minh Tùng. Ông Vân cũng gửi lời đến bà Phương Hằng, hãy chứng minh quan hệ cha con giữa ông và Lê Thanh Minh Tùng. Sau phản hồi của ông Lê Tùng Vân, trong livestream mới nhất, CEO Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố sẽ cho ông Lê Tùng Vân 20 tỷ dưỡng già với điều kiện khẳng định lời bà nói là sai. Cụ thể, bà khẳng định sẽ mời đoàn bác sĩ đến tỉnh Thất Bồng Lai để lấy mẫu xét nghiệm ADN cho ông Lê Tùng Vân và những người có liên quan. Bên cạnh đó, bà còn mạnh dạn sau danh sách đề nghị những người nên lấy mẫu ADN để kiểm tra huyết thống. Lưu ý trong đó có cả Lê Thanh Huyền Trân là con nuôi của ca sĩ Quang Lê. Sau những lần tố cáo ông Lê Tùng Vân trên sóng livestream, thì cuối cùng ông và những sư thầy khác bị bắt tạm giam để điều tra thêm, làm rõ sự việc. Riêng ông Lê Tùng Vân được tại ngoại và được giám sát tại nơi ở vì lý do sức khỏe yếu, tuổi đã lớn. Sau đó bà Hằng cũng bị cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam vì tội vu khống, chà đạp danh dự, bôi nhọ, xúc phạm, làm ảnh hưởng đến nhân phẩm và danh dự của người khác. Theo nguồn tin từ Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bà Nguyễn Phương Hằng có đến khu vực tỉnh Thất Bồng Lai vào trưa ngày 4 tháng 11 nhưng không gặp ông Lê Tùng Vân như đã thông báo trước đó với Công an huyện này. Chiều ngày 4 tháng 11, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, nguồn tin từ Công an huyện Đức Hòa cho biết trưa cùng ngày, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, đã đến Thiền Am bên bờ vũ trụ, hay còn gọi là tỉnh Thất Bồng Lai, như thông báo trước đó của đại diện bà Nguyễn Phương Hằng với Công an huyện Đức Hòa. Tuy nhiên, trước khi đoàn xe của bà Nguyễn Phương Hằng đến tỉnh Thất Bồng Lai thì hàng chục YouTuber đã đến trước. Chúng tôi có cử lực lượng xuống hiện trường, tuy nhiên những người có mặt tại đây không đập phá, không chửi bới ai mà họ chỉ đưa điện thoại lên quay phim và tự nói chuyện một mình. Những người tập trung tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây không phải gây rối trật tự nên chúng tôi không xử lý được. Trong quá trình đó, những người sống trong tỉnh Thất Bồng Lai không xuất hiện và đóng kín cửa, phía Công an huyện Đức Hòa cho biết thêm. Vẫn theo nguồn tin từ Công an huyện Đức Hòa, đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo với Công an huyện Đức Hòa trước khi đến Thiền Am bên bờ vũ trụ để tìm gặp ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên trong thông báo, phía bà Phương Hằng không nói lý do đến đây để làm gì. Và phía Công an huyện cũng cho biết trưa ngày 4 tháng 11 bà có đến khu vực Thiền Am bên bờ vũ trụ, nhưng bà chỉ ngồi trên xe dừng một lúc rồi rời đi. Sau đó đám đông tự giải tán, tất cả những người bên ngoài Thiền Am bên bờ vũ trụ đều không thể biết được ông Lê Tùng Vân hiện có ở trong hay không.